cả nhà đã quay trở lại với kênh Rau Sạch Tại Gia. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các bước để lột bỏ nhành dây leo và xử lý đất để trồng mới nhành dây leo. Nhành dây leo thì cũng đã khá già rồi. Các bước xử lý đất thì đầu tiên là chúng ta sẽ lột bỏ các tàn dư thực vật cũ. Sau đó ta sẽ bổ sung thêm một cái loại, đó là phân Chico Đạt Ma. Cái phân này thì có các thành phần vi sinh vật trong đó, nó sẽ giúp loại bỏ các vi sinh vật gây hại còn trong tàn dư thực vật cũ. Tiếp theo là ta sẽ bổ sung thêm tro. Thì tại sao bổ sung thêm tro? Thực chất á, thì cái rễ của nhành dây leo thì rất là nhiều, nhưng do cái đặc tính của cái vườn này á, là không có mái che nên mà khi mưa xối xuống thì đất của chúng ta bị ảnh hưởng, đó là bị vơi đi các lớp vật chất dẫn tới tình trạng là đất là bị nén, nên ta sẽ bổ sung thêm tro để cải tạo lại cơ cấu cho đất. Tiếp theo á, thì chúng ta là sẽ bổ sung thêm là phân bò. Thì cái phân bò này thì giúp cải tạo lại độ tơi xốp cho đất cũng như là cung cấp chất dinh dưỡng cho dàn dây leo. Sau đó thì ta lại bổ sung thêm một loại phân tiếp theo, đó là loại phân trùng quế. Thì cái loại phân trùng quế này á, thì trong phân có các con trùng quế, sau khi mà ta xử lý thì cái phân từ con trùng quế ăn các vật chất trong đất, nó sẽ thải ra giúp tạo và thêm vào các chất dinh dưỡng giúp cải tạo lại đất. Thì cái đất mà xử lý trùng quế và không xử lý trùng quế thì các bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt rất là rõ ràng. Tiếp theo thì các bạn có thể thêm vào một số đất thịt nữa để cho cải tạo lại cơ cấu đất. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành loại bỏ nhành dây leo. Với cái nắng 32 độ của mùa hè tháng 7 này thì cuối cùng mình đã dọn xong cái nhành dây leo. Thì các bạn xử lý đất, thu dọn nhành dây leo như thế này là ổn rồi. Sau khoảng 10 tới 14 ngày thì các bạn tiến hành gieo mới lại. Cái lúc này thì đất đã có thời gian nghỉ ngơi và cái các chất dinh dưỡng thì đã được hòa vào trong đất, nên khi này trồng cây rất là tốt. Cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người ở một video tiếp theo.